Xin chào anh em thân mến của Mita Sui. Theo các tài liệu về khảo cổ học, người ta đã phát hiện ra rằng vũ khí tầm xa như cung tên đã xuất hiện từ rất lâu, cách ngày này cả chục ngàn năm. Nhưng cuộc cách mạng về vũ khí tầm xa phải nói về sự ra đời của thuốc súng và những khẩu súng. Kể từ khi có thuốc súng, người ta đã chế tạo ra những khẩu súng bắn phát một và nhồi đạn qua nòng. Rồi sau đó là những khẩu súng có ổ chứa đạn và đầu đạn được chứa trong những chiếc vỏ nhồi đầy thuốc súng. Nói về súng, người ta không thể không nhắc tới nước Nga, hiện tại và Liên Xô ngày xưa, nơi khai sinh ra những khẩu súng AK huyền thoại. Lịch sử tiến hóa của những khẩu súng Liên Xô trải qua quá trình như thế nào? Xin mời anh em hãy cùng đi tìm hiểu với Mr. Sui. Từ những khúc cổ mang tên Mosin Nagant, người ta vẫn hay đùa rằng sức giật của một khẩu Mosin Nagant có thể nắn lại phần cướp vai đã bị lệch của bạn từ phát bắn trước đó. Và quả thật, điều này không hẳn là hoàn toàn sai với những khẩu súng lên đạn theo từng phát bắn này. Sử dụng cơ cấu nạp đạn bolt action, những khẩu Mosin với những viên đạn 7.62x54mm có sức giật rất mạnh. Nếu mà không quen súng thì người bắn có thể bị lệch khớp vai là chuyện bình thường như con đường hộp sữa. Nhưng Mosin ra đời như thế nào? Tất cả, hãy cùng trở lại với chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài trong 93 ngày. Trong cuộc chiến này, đế quốc Nga đã chịu tổn thất lớn do dùng súng trường cũ kỹ, mật độ hỏa lực thừa thớt. So với khẩu Winchester 1873 của Thổ Nhĩ Kỳ, khẩu Berdan của Nga gần như vô hại. Sau cuộc chiến này, các tướng lĩnh và chỉ huy của Nga đã phải cầu xin Nga Hoàng tiến hành hiện đại hóa vũ khí bộ binh. Trong nỗ lực ấy, hai thiết kế súng trường sử dụng đạn 7.62x54mm của Sedigan Mosin và Leon Nagant đã kết hợp lại thành một thiết kế mới và đưa vào sản xuất từ năm 1891. Cũng trong năm 1891, khi mà chiến tranh Nga-Nhật nổ ra, 3,8 triệu khẩu Mosin Nagant 1891 đã được trang bị cho binh sĩ của đế quốc Nga. Tại Mỹ, Nga cũng đặt hàng sản xuất 3,3 triệu khẩu Mosin bản 1891 khác. Tuy nhiên, hàng về không kịp. Mỹ đặt tên cho bản này là model năm 1916 và rất thông dụng cho tới khi bị loại biên năm 1928 do thiếu phụ tùng và nguồn đạn. Trong thời gian cách mạng tháng 10 và cả nội chiến Nga, súng Mosin lại rất được ưa chuộng do dễ dùng, lưỡi lê dài như cái chân của một người trưởng thành và hơn hết là đảm bảo mật độ hỏa lực khi súng máy chưa phổ biến. Năm 1924, Mosin có thêm một phiên bản cải tiến khác mang tên Mosin Nagant M9130 và Mosin cũng trở thành một biểu tượng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Những khẩu Mosin cùng với những bài hát ái quốc đã bước ra từ chiến trường cùng với người lính Liên Xô trên những toa xe lửa khói ngút trời. Cần phải lưu ý rằng Mosin M9130 chính là khẩu súng tiêu chuẩn của Hồng quân Liên Xô khi ấy. Súng khác có thể không biết dùng, nhưng Mosin thì phải biết. Và những bộ phim Mỹ nói về việc Hồng quân Liên Xô 3 người một súng, 5 người 5 viên đạn là sai hoàn toàn. Mosin Nagant nhiều như thóc, một người ba khẩu còn được. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của người Liên Xô trong thế kỷ 20 cũng đánh dấu những thành tựu về mặt khoa học, đặc biệt là khoa học kỹ thuật quân sự. Trong cuộc chiến tranh ấy, những biểu tượng của Liên Xô lần lượt ra đời như dàn hỏa tiễn Kayusha, con rán T-34, quái vật thép KV-1, thợ săn IS-1 và IS-2. Thậm chí, nếu ra đời sớm hơn một tí, thì IS-3 cũng đã tham chiến. Trong cuộc chiến ấy, thành tựu mà Liên Xô đạt được về quân sự cũng không thể không kể đến những khẩu súng, đặc biệt là những khẩu súng trường tự động. Định nghĩa về súng trường tự động của Liên Xô đã xuất hiện từ trước cách mạng tháng 10. Trong đó, nổi bật nhất là khẩu Fyodorov sử dụng cỡ đạn 6.5mm Adisaka do Nhật sản xuất. Fyodorov đặc biệt khác so với Mosin ở chỗ nó không cần phải nạp từng viên một bằng tay. Cơ cấu khóa nòng và thoi đẩy giật lôi nòng làm điều này giúp người lính. Với một khẩu Fyodorov và hộp đạn 25 viên, người lính có thể duy trì một độ hỏa lực trên chiến trường cực kỳ dày. Nó cũng là tiền đề để Đức Quốc xã chế tạo ra khẩu STG-44, được mệnh danh là cụ tổ của súng trường tiến công. Trong cuộc chiến đẫm máu mà Liên Xô đã phải trải qua, ngoài Mosin, chúng ta có thể điểm danh những khẩu súng như SVT, AVS. Nhưng đáng nể nhất phải nói đến những khẩu tiểu liên tự động đầy kiêu hãnh mà trong đó nếu không nhắc tới PPSH-41 là một thiếu sót. PPSH-41 được thiết kế vào năm 1941 bởi kỹ sư Georgi Spagin và được chấp thuận trang bị từ tháng 12 năm 1941. Khẩu súng đạt được những tiêu chí cho một cuộc chiến dài hơi và ai cũng bắt buộc phải biết cầm súng như dễ sử dụng, dễ sản xuất, bền bỉ, giá thành thì rẻ. Khẩu tiểu liên này được sản xuất với số lượng hơn 6 triệu khẩu và là khẩu tiểu liên tốt nhất Thế chiến thứ hai.
sử dụng cỡ đạn súng ngắn là 7.62x25mm Tokarev PPSH-41 không khác gì một khẩu PPD-40. Nhưng PPSH chiếm được lòng tin của những tướng lĩnh Liên Xô ở chỗ nó tốt hơn PPD-40, gọn và nhẹ hơn những khẩu DP-28 vốn rất nặng nề. Có một điều mà không phải ai cũng biết, chính là Spakin chính là người đã cải tiến cơ cấu nạp đạn của khẩu súng SDHK nổi tiếng vào năm 1930. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trung bình mỗi ngày có 30.000 khẩu PPSH-41 được sản xuất vào năm 1942. Khẩu PPSH-41 được thiết kế nạp đạn với cơ cấu blockback, tức là dùng phản lực của vỏ đạn bị đẩy về phía sau để nạp viên đạn tiếp theo lên nòng. Một khẩu PPSH-41 với băng đạn tròn có thể chứa tới 71 viên đạn, là một khẩu súng cực kỳ thích hợp để yểm trợ cho bộ binh tiến công, thay thế những khẩu DP-28. Ngoài ưu thế về số lượng đạn trong băng đạn, khẩu súng này có tốc độ bắn lên tới 900 phát trên 1 phút. Nếu muốn biết 900 phát trên 1 phút với 71 viên đạn là như thế nào, các bạn có thể tưởng tượng tới việc chỉ khoảng 20 giây là khẩu súng ngắn cầm tay này đã xả hết một băng đạn. Đến cái tổ ong nó còn ít lỗ hơn cả cái bia đạn bị PPSH-41 xả hết cả một băng đạn đấy. Trong các trận đánh dưới chiến hào, người chiến sĩ cầm PPSH-41 của các tiểu đội bộ binh Hồng quân chính là người được tin tưởng nhất trong đội hình xung trận. Tuy nhiên, PPSH-41 của Spakin có một nhược điểm vô cùng chết người. Đó là hộp tiếp đạn. Do được làm từ thép dày 0.5mm, hộp đạn của khẩu tiểu liên này rất dễ bị biến dạng do va chạm, bị kẹt lò xo đẩy đạn. Liên Xô lúc này cũng khan hiếm vật liệu nên lò xo đẩy đạn khá yếu. Và sau này người ta mới biết rằng 71 viên đạn thực chất là do Spakin đã cố tình để thừa một viên đạn ra. Thực tế con số 71 viên chính là sức nén cao nhất của lò xo. Do đó, nếu nạp đúng thì chỉ cần nạp 65 viên hoặc 70 viên là được để đảm bảo được tuổi thọ của lò xo. Tuy nhiên, bất chấp các hạn chế về lò xo, hộp đạn và bị kẹt do hộp đạn dính nước và đóng băng, người lính Liên Xô vẫn thích dùng PPSH-41 với hộp đạn tròn 71 viên thay vì hộp đạn 35 viên được chế tạo sau đó. Khi ấy, Liên Xô được hỗ trợ bởi hiệp định Lend-Lease của Mỹ. Phi công Liên Xô rất thích những máy bay P-39, lính xe tăng thì thích xe tăng M-4 do rộng rãi và thoải mái, thì bộ binh Liên Xô chế súng Mỹ. Các chiến sĩ Hồng quân hầu như tỏ ra không thích khẩu Tommy của người Mỹ. Nếu được lựa chọn, họ vẫn chọn PPSH-41. Còn đối với lính Đức, nhiều người thậm chí sẵn sàng vứt bỏ khẩu MP-40 mà nhặt súng tiểu liên của Liên Xô. Thậm chí, một số lượng PPSH-41 cũng được Đức Quốc xã chế tạo, sử dụng đạn 9x19mm. Kết thúc chiến tranh, một số người nghĩ rằng khoa học kỹ thuật quân sự của Liên Xô sẽ nhường chỗ lại cho việc tái thiết đất nước. Nhưng không, huyền thoại AK-47 ra đời. Avtomat Kalashnikov là tên đầy đủ của khẩu súng AK-47 huyền thoại. Trong đó, Avtomat có nghĩa là súng tự động, còn Kalashnikov là thuộc về Kalashnikov, cha đẻ của khẩu súng. Năm 1941, chàng trai trẻ là chỉ huy xe tăng của lực lượng Hồng quân Liên Xô, mang tên Mikhail Kalashnikov, bị thương nặng ở tay sau một trận đánh. Kalashnikov sau đó được cho nghỉ dưỡng 6 tháng ở hậu phương. Trong thời gian này, Kalashnikov đã chế tạo ra khẩu súng tự động đầu tiên của mình. Khẩu súng này thì không được đánh giá cao, nhưng Kalashnikov thì có. Ông được cho đi học tiếp và làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Súng trường. Năm 1945, Kalashnikov bắt đầu chế tạo súng sử dụng đạn cỡ nòng 7.62x39mm. Trước đó, vào năm 1944, Kalashnikov đã về sau Sergei Simonov trong cuộc cạnh tranh thiết kế chế tạo súng carbin. Simonov chiến thắng với khẩu SKS vang danh không kém AK-47. Năm 1946, kỹ sư Alexei Dunayev qua đời vì ung thư dạ dày. Ông chỉ định Kalashnikov là người tiếp quản chương trình nghiên cứu và phát triển của mình. Thế là mẫu AK-47 của Kalashnikov đã chiến thắng trong cuộc cạnh tranh năm 1947. So với những khẩu súng cùng thời, AK-47 vô cùng đáng tin và dễ dàng bảo trì. Từ môi trường khắc nghiệt như bùn lầy, băng tuyết, ngâm nước, AK-47 vẫn có thể khai hỏa một cách dễ dàng và chính xác. Với những đặc điểm như thế, AK-47 rất phù hợp với những đội quân nhà nghèo và du kích, vốn không có nhiều tiền mà mua dụng cụ bảo dưỡng súng. Về cấu tạo, AK-47 được làm chủ yếu từ vật liệu thép và gỗ, thứ mà vốn dĩ Liên Xô có thừa. Mỗi khẩu súng có trọng lượng 3.47kg khi không có đạn, chiều dài nòng là 415mm. Mỗi khẩu súng được trang bị về cơ bản với một hộp đạn cong 30 viên và có thể dùng hộp đạn tròn 75 và 100 viên của súng RPK. Tốc độ bắn của AK-47 là 600 phát trên 1 phút theo lý thuyết.
thực tế chiến đấu là 40 hoặc 100 phát trên một phút nếu xạ thủ có kinh nghiệm điểm xạ 2 viên. AK-47 có tầm bắn hiệu quả 400m và tầm bắn tối đa là 800m. Do không có chế độ điểm xạ 3 phát như M16 của Mỹ, AK-47 đòi hỏi người lính sử dụng phải thành thạo kỹ thuật tắc cú 2 viên. Kỹ thuật này đòi hỏi xạ thủ phải chắc chắn tay, đặc biệt là ngón trỏ mềm mại và có cảm giác tốt với cò súng. Sau sự ra đời của AK-47, năm 1959, phiên bản cải tiến của nó ra đời mang tên AKM. Những khẩu AKM chủ yếu được sản xuất tại các nhà máy Tula và Egypt của Liên Xô, được đưa vào biên chế từ cuối năm 1960. Khác biệt với AK-47 là khẩu AKM sử dụng vật liệu gỗ ép làm báng súng và ốp tay giúp giảm trọng lượng súng nhưng lại chắc chắn hơn. Đầu nòng cũng được thêm một chụp đầu nòng để tăng độ trụm của đạn và giảm giật khi bắn. Ngày nay, Liên Xô và Nga đã trải qua nhiều phiên bản khác nhau là hậu duệ của huyền thoại AK-47. Có thể kể đến những phiên bản như AKM, AK-74, AK-101, 102, 103, AK-12, AK-15. Tại Việt Nam, khẩu AK-47 đã gắn bó với các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam kể từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và gần như trở thành biểu tượng của cuộc chiến. Trong văn hóa đại chúng, khẩu AK-47 cũng có một sức ảnh hưởng nhất định. Nó in sâu vào tiềm thức con người, trở thành một biểu tượng cho tinh thần chiến đấu. Trong các tựa game như CS, Battlefield, AK-47 cũng gần như xuất hiện xuyên suốt, thậm chí trong quốc huy của Đông Timor, Mozambique và quốc kỳ của Mozambique cũng có sự xuất hiện của hình ảnh khẩu AK-47 huyền thoại. Thậm chí tại Mozambique, sau cuộc chiến giành độc lập của họ, nhiều người đã đặt tên cho con của mình là Kalash. Trước khi kết thúc video, Mr. Sui muốn nói rằng đây là một video mang tính chất thông tin cho anh em về lịch sử phát triển vũ khí của Liên Xô và Nga. Và tất nhiên, nó cũng có một số thiếu sót nhất định trong quá trình tìm kiếm tư liệu. Mr. Sui mong anh em hãy thông cảm và luôn đồng hành với Mr. Sui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.